Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Và sau đây là lịch thi đấu kết quả bảng xếp hạng vòng 5 V-League 2024-2025 ngày 20 tháng 10. Vào chiều ngày 19 tháng 10 năm 2024 đã diễn ra hai trận đấu muộn của vòng 4 V-League 2024-2025 với các kết quả như sau. Gặp một đội bóng ở nhóm dưới như Sông Lam Nghệ An ngay tại sân Thiên Trường, câu lạc bộ Nam Định đã thể uy sức mạnh khi thắng đậm đến 4-1 để qua đó tiếp cận trở lại nhóm đầu bảng xếp hạng. Trận đấu còn lại, Công an Hà Nội đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hà Nội FC. Bảng xếp hạng V-League 2024-2025 mới nhất. Với 9 điểm có được sau 4 lượt trận, Thanh Hóa đứng vị trí số 1. Có cùng 8 điểm, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đứng vị trí thứ 2, vị trí thứ 3. Có cùng 7 điểm, Bình Dương, Nam Định Hà Nội đứng vị trí thứ 4, thứ 5 và thứ 6. Vị trí thứ 7 thuộc về Viettel khi có được 7 điểm. Có được 5 điểm, Công an Hà Nội đứng vị trí thứ 8. Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh cũng có được 4 điểm, đứng vị trí thứ 9, vị trí thứ 10. Vị trí thứ 11 thuộc về Bình Định khi có được 3 điểm. Có được 2 điểm sau 4 lượt trận, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An đứng vị trí 12, 13 và 14 trên bảng xếp hạng. Vòng 5 V-League 2024-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày 26, 27, 28 tháng 10 năm 2024. Vào ngày 26 tháng 10 diễn ra 3 trận đấu. Trên sân Leiko vào lúc 17 giờ Hoàng Anh Gia Lai gặp Thanh Hóa. Trên sân Thống Nhất vào lúc 19 giờ 15 Thành phố Hồ Chí Minh gặp Quảng Nam. Trên sân Hàng Đẩy Viettel gặp Bình Dương vào lúc 19 giờ 15. Ngày 27 tháng 10 cũng diễn ra 3 trận đấu. Đà Nẵng gặp Hải Phòng vào lúc 18 giờ. Trên sân Quy Nhơn, Bình Định tiếp đón Sông Lam Nghệ An vào lúc 18 giờ. Vào lúc 19 giờ 15, Hà Nội gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ngày 28 tháng 10 năm 2024, vào lúc 18 giờ, Nam Định gặp Công an Hà Nội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản tin bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những thông báo mới nhất về lịch thi đấu, kết quả cũng như bảng xếp hạng V-League 2024-2025. Xin chào các bạn.